Xem bói đầu năm với biến số tùy di. Bắt chen với giới trẻ cực nhanh, Samsung đưa ra chương trình biến số tùy di vô cùng thú vị. Ngay bây giờ các bạn có thể truy cập vào website samsung.com để tham gia chương trình này nhé. Khi tham gia chương trình này, các bạn sẽ được khám phá biểu đồ thần số của bạn và tìm hiểu con số chủ đạo, biến số theo phong cách và được dinh về một bộ quà cực kỳ đỉnh cao của Samsung. Công việc mà chúng ta cần làm ở đây chính là có thể nhập họ tên, ngày sinh, số điện thoại và email và sau đó ấn vào thao tác gửi ngay. Sau khi ấn gửi, chúng ta sẽ có được phản hồi kết quả, bao gồm con số chủ đạo. Ở đây thì mình có con số chủ đạo là 9. Tiếp theo đó là biểu đồ sức mạnh. Ở đây thì mình đã có sẵn những con số như là hai con số 1, một con số 2 và một con số 5. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ còn thiếu một số những con số, ví dụ như con số 3, con số 9 và con số 8. Theo như gợi ý từ biến số tùy di thì mình nên bổ sung thêm con số 9, con số 8 và con số 3 vào trong biểu đồ ngày sinh. Con số 9 thì sẽ giúp cho mình tăng năng lượng chia sẻ, con số 8 thì giúp mình nâng trình quản lý, còn con số 3 thì tiếp cho mình cảm hứng sáng tạo. Tiếp theo đó thì mình hoàn toàn có thể đặt những bộ set ký tự này về để dán vào chiếc điện thoại Z Fold hoặc là Z Flip của mình. Chữ Z ở đây không chỉ là những sản phẩm Z Fold hay là Z Flip mà còn có ý nghĩa là Gen Z, cực kỳ bắt trend đối với các bạn trẻ. Vậy bạn đã biết con số chủ đạo và con số khuyết thiếu của bạn là gì chưa?